35 phẩm khen ngợi thanh tịnh. Bấy giờ cụ Thọ xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn thanh tịnh như vậy rất là sâu xa. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh, xá lợi tử bạch. Pháp nào rốt giáo thanh tịnh mà nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Phật dạy, này xá lợi tử, vì sắc rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì thọ tưởng hành thức rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, này xá lợi tử, vì nhãn xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này xá lợi tử, vì sắc xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Vì thanh hương bị xúc pháp xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này xá lợi tử, vì nhãn giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này xá lợi tử, vì nhĩ giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.